Mới vô vô đánh thực hiện cái bài đầu tiên. Giao bài. Rồi chém hai bên nè. Chúng ta chém nè, chúng ta lưu ý nè. Chúng ta phải đảo một vòng ngang. Đảo vòng ngang rộng phải chém ra. Chứ không phải có nhiều người lật cái kịch bức tài qua chém, lật bức tài chém. Rồi. Chiến lược 11. Chiến lược 12. Thay cho cái chém nha, cái này cái tay của mình á, mình bọc vòng ở đầu, mình thay cho cái chém. Rồi. Chiến lược 13. Rồi cái chỗ này thường thu chân về và gạt, cái này động tác thu cái bị hông là động tác gạt số 1 số 2 đó, là phải đồng bộ. Chân vừa nhập vô thì tay phải về kết thúc ở đây luôn. Thường là mình rút chân trước, tay cũng sau. À, mình xác định mấy cái chỗ này kỹ để cái đồng bộ khi mình thu về. Rồi chiến lược 14. Rồi tiếp tục 14. Khi chúng ta chính xác hay không thì khi di chuyển rút chân phải trên đường thẳng, thường là rút đánh nhanh là bị méo hết, đánh nhanh là rút méo hết. À, không rút nè, cái kỹ thuật rút chân để thẳng á, khi mình dày mình muốn rút thẳng này thì cái chân mình đứng dày không bao giờ chính xác mà mất thăng bằng. Chân kẹp sát vô nè, kẹp sát chân trụ nè, kéo thẳng như này thì rất chính xác nha. Đó là cái phương pháp huấn luyện thôi, cứ mình bảo ra ngày là lúc nào mà mất thăng bằng này. Kẹp sát rút thẳng luôn. Rồi chuyển. Rồi bọc đầu tiếp. 15 này chúng ta thu lên với tay nè, rồi tiếp tục đồng bộ nha. Trong bài ngũ môn là đấm mặt ngang là có tay theo bồi theo tay tay sang dưới. Tiếp. Chiến lược 16. Là chỗ này nè, chúng ta đánh nhảy bật về nhảy về này, thì cái tọa phải xuống mức độ thấp, mà không phải thấp mà thấp thọ luôn, mà thấp phải rõ cái tấn chỗ này. Thường thường nhảy đứng không chỗ này. Tiếp 19. Tiếp 20. À, cái chỗ này thường là các đơn vị đánh là tiếp tục các đơn vị. Thường là chúng ta đánh chỗ này chỗ triệt xong cái ô đỏ đây nhảy về mà đánh đúng, mà mình chuyển di chuyển là điều chỉnh trên các chiến lược để mình cuối cùng khi mình kết thúc cái ô đỏ đây là chỗ triệt, chém chỗ triệt đây xong thì mình phải nhảy về đồng ngang ở đây, nhảy thẳng. Còn thường cái gì méo đây nhảy đó khổ liễu lắm, thấy không? Đó là chúng ta điều chỉnh lúc trong bài á, mình tập huấn luyện điều chỉnh trong bài kết chiến lược 20 phải kết ngày đó. Rồi còn gì nữa không? Ổn rồi. Cái thứ hai đó là động tác mà gạt này, là bung cái này, hay là gạt này tạo này, đó là mình chỗ này nguyên rồi đấy.
cái nào là quan trọng á, là rộng nhỏ, rộng hay là rộng hay là nhẹ, nó cũng là cái hướng vậy này, làm như còn cái này là hai tay đi cùng. Đó, thế là cái nào là đây đi cùng. Cái này không rút thu về không mới làm dương là đi ngược. Còn cái này hai này, cái này là hai tay đi cùng. Hai đất tay đó đây. Thật ra cái này là chúng ta đi thì thường là mình di chuyển tấn là không bao giờ rút chân, di chuyển tấn nha, cái chân mình nè, di chuyển tấn không bao giờ rút lên vậy, di chuyển tấn là chân lúc nào cũng đi sát xuống mặt đất, mà khi đi tấn, đinh tấn phải qua qua ấy là phải đi cái đinh tấn này, đầu không bao giờ nhấp vô, nhấp vô phải chuyển qua trung bình tấn, qua chuyển trung tấn, chân lúc nào phải giữ không đầu nhấp vô, đúng không? Rồi do có những cái là mình nhấn mạnh, do cái thầy vận viên nhấn mạnh để tạo cái điểm nhấn gì đó, thì dù khi nhấn này dậm chân xuống đó thì nó lại khác, thấy không? Chứ mình đi nhấp vô chạy khác, mà như tạo điểm nhấn xuống để tạo sức mạnh nó lại khác, do cái thể hiện của mình thôi. Rồi bye bye, tiếp tục thầy viên.